tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường, y học dân tộc có ghi nhận và gọi đây là căn bệnh nước tiểu ngọt như mật, là một căn bệnh khá nguy hiểm, lại có tốc độ phát triển rất là nhanh, nhất là ở những nước đang phát triển như là nước ta. Hiện nay thì có nhiều phương pháp và cách thức điều trị tiểu đường. Ngoài cách điều trị bằng thuốc tây hoặc là các loại thực phẩm chức năng thì ta còn có thể áp dụng cách thức điều trị bệnh tiểu đường bằng việc sử dụng các cây thuốc, vị thuốc nam có hiệu quả và rất là tiết kiệm. Ưu điểm của việc sử dụng cây thuốc nam trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường là hiệu quả mang lại thì rất là an toàn, không gây tác dụng phụ và đặc biệt là chi phí rất là thấp, chỉ bằng 1/5 so với điều trị bằng các loại thực phẩm chức năng. Nhiều loại cây thuốc rất là dễ tìm, dễ kiếm. Sau đây thì tôi xin giới thiệu với các bạn một số cây thuốc nam tốt nhất trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến các bạn là cây dây thì canh. Vì sao chúng tôi lại đề cập đến cây dây thì canh đầu tiên? Bạn biết không, có thể nói là cây dây thì canh là một loại cây thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tốt nhất hiện nay. Vì thuốc này đã trải qua hàng chục công trình nghiên cứu mang tầm cỡ quốc tế. Dây thì canh nổi lên như là một cây thuốc nam mang tính cách mạng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Dây thì canh được phân bố mọc ở nhiều ở các tỉnh miền núi nước ta. Qua các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy, dây thì canh nước ta có tác dụng tương tự như là dây thì canh được nghiên cứu ở Ấn Độ và Mỹ. Thực tế sử dụng trong khoảng từ 2 đến 3 năm trở lại đây thì cho thấy có tới 99% bệnh nhân tiểu đường đã ổn định được đường huyết nhờ sử dụng đều đặn nước sắt từ cây dây thì canh uống hàng ngày. Đây là một kết quả rất là khả quan, mở ra một triển vọng mới cho những bệnh nhân tiểu đường ở nước ta. Thảo dược Đức Thịnh là nơi cung cấp cây dây thì canh uy tín nhất hiện nay. Sản phẩm được thu hái hoàn toàn từ tự nhiên. Sản phẩm đã gây được tiếng vang và chiếm được niềm tin của rất là nhiều người tiêu dùng trong những năm gần đây. Các bạn có nhu cầu mua cây dây thì canh thì có thể gọi đến số hotline của Thảo dược Đức Thịnh. Thứ hai là cây giảo cổ lam hay còn gọi là ngũ diệp sâm. Đây là một loại thuốc nam rất là nổi tiếng nhờ vào tác dụng quý của nó trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm như là bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh ung thư, bệnh men gan cao, máu nhiễm mỡ. Có đến hàng chục nghiên cứu lớn nhỏ về cây giảo cổ lam năm lá. Tại Việt Nam thì công trình nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ về tác dụng của cây giảo cổ lam. Trong đề tài này thì giáo sư đặc biệt chú ý đến việc phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và ổn định đường huyết. Qua thực tế sử dụng thì đã có rất là nhiều bệnh nhân tiểu đường cho kết quả rất là khả quan. Thứ ba là cây nở ngày đất. Nở ngày đất là cây thuốc nam được phân bố và mọc nhiều ở các tỉnh miền Trung. Cây mới được phát hiện một vài năm gần đây, tuy nhiên thì chưa có bất kỳ một công trình nghiên cứu chính thức nào về cây thuốc này. Nhưng cây thuốc đã tạo được tiếng vang lớn nhờ vào hiệu quả điều trị bệnh của nó. Kinh nghiệm dân gian cho thấy cây có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị những căn bệnh như sau: bệnh gút, bệnh tiểu đường và cảm sốt. Hiện tại thì tại Thảo dược Đức Thịnh đang có bán 3 cây thuốc trên. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số hotline của Thảo dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn về 3 cây thuốc điều trị bệnh tiểu đường tốt nhất hiện nay.